Tức là bảo hành là bảo hành một cách chính xác, chuẩn chỉ, chứ không phải nói cho vui. 6 năm thì các bạn hình dung xem, hiện nay như chúng tôi tính ở cái chi phí tối thiểu nhất cho mỗi một năm bảo hành nó cũng phải là 1 triệu đến 1,5 triệu. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video của Chu Quang Huy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chút về cái việc là hiện nay mình đã nhận được rất nhiều inbox của các bạn từ trên khắp mọi miền Tổ quốc, thậm chí là từ nước ngoài cũng có nhắn tin về cho mình hỏi là Huy ơi, bây giờ trong cái thời buổi bây giờ thấy thị trường ghế massage bây giờ nó quá nhiều đơn vị mà nó giá nó cứ loạn sinh ngậu lên, thì Huy chia sẻ giúp anh, giúp chị, giúp em, giúp cô xem là lý do vì sao như vậy. Thì mình muốn chia sẻ với mọi người một chút là đúng là hiện nay ở trên thị trường thì các cái thương hiệu ghế massage, các cái sản phẩm ghế massage hiện nay đang mọc lên như lấm. Nhưng bản thân mình là người trong nghề rất là lâu năm và có một cái sự tìm hiểu, sự am hiểu nhất định về sản phẩm, mà mình cũng không thể nghĩ được là lại có những cái sản phẩm mà nó bung ra đến như vậy. Bởi vì thứ nhất là các bạn biết đó, hiện nay ở bên Trung Quốc ấy thì họ bị ảnh hưởng rất là nhiều do dịch bệnh, cho nên là cái sản phẩm của họ có thể sản xuất cho chúng ta tất cả mọi phẩm chất sản phẩm, đúng không ạ? Có những chiếc ghế mình biết là khi về đến Việt Nam nó chỉ có khoảng 3 triệu, 4 triệu nhìn như cái ghế massage luôn các bạn, như một cái ghế massage luôn. Nhưng có những chiếc ghế về đến Việt Nam giá của nó 2.000, 3.000 đô, 3.000 thậm chí hơn 3.000, 4.000 đô cũng có, tức là giá về đến cảng nhá. Giá về đến cảng. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn là gì? Thứ nhất đó là gì? Hiện nay ở trên thế giới khoảng 4 nhà máy sản xuất ghế massage lớn nhất thế giới hiện nay. Có khoảng 4 nhà máy sản xuất ghế massage, 4 nhà máy đó họ cung cấp sản phẩm cho gần như toàn bộ các đơn vị uy tín bậc nhất ở trên thế giới hiện nay. Xuất đi châu Âu, xuất đi châu Mỹ, xuất đi tất cả các nước phát triển, từ Nhật, từ Singapore, từ Hàn Quốc, tất cả mọi cái. Thì 4 nhà máy đó họ đều sản xuất những cái cho những cái thương hiệu ghế massage hàng đầu thế giới hiện nay. Thì Fuji Luxury nó cũng tương tự như vậy đó. Thì khi các bạn có thể thấy là đặc biệt vấn đề đầu tiên là khi các bạn chọn một sản phẩm ghế massage ấy, thì các bạn phải ngồi trải nghiệm thực tế xem là cái ghế massage đó nó có thật sự như các bạn mong muốn hay không, nó thật sự mang lại một cái hiệu quả sức khỏe hay không, là thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái đơn vị mà phân phối cái sản phẩm ghế massage đó họ có thật sự là chuyên nghiệp hay không, hay là họ chỉ xác định làm hớt váng một thời gian rất là ngắn, sau đó họ sẽ lại về sầu thoát xác, họ lại thay tên đổi chủ để họ làm một thương hiệu mới và họ lại phân phối những sản phẩm có phẩm chất thấp cho thị trường. Thì thực tế ra khách hàng cứ nghĩ là khách hàng được lợi, nhưng không phải, khách hàng không hề được lợi. Bởi vì là người làm thương mại họ luôn luôn có lãi, dù các bạn mua sản phẩm giá 10 triệu một cái ghế massage chăng nữa thì cái người làm thương mại họ vẫn có lãi, đúng không ạ? Bạn mua cái ghế 100 triệu, bạn mua cái ghế 10 triệu thì người bán luôn luôn có lãi. Nhưng thậm chí là mình thấy là những cái ghế 10 triệu cái tỷ lệ phần trăm lợi nhuận còn cao hơn những sản phẩm giá cao, Cho nên các bạn đừng bao giờ hy vọng là mình mua cái ghế 10 triệu, mua cái ghế giá rẻ, phẩm chất thấp mà chất lượng tương đương hay là cái dịch vụ 6 tháng tương đương. Ví dụ như sản phẩm ghế massage của Fuji Luxury ở đây chúng tôi bảo hành nhá. Tức là bảo hành một cách chính xác, chuẩn chỉ, chứ không phải nói cho vui. 6 năm thì các bạn hình dung xem, hiện nay như chúng tôi tính ở cái chi phí tối thiểu nhất cho mỗi một năm bảo hành nó cũng phải là 1 triệu đến 1,5 triệu, chưa kể những cái sản phẩm nó bị lỗi nhiều. Còn những sản phẩm bị lỗi bình thường mỗi một năm bảo hành bảo trì nó dao động từ 1 triệu đến 1,5 triệu. Thì hỏi các bạn là một cái ghế 10 triệu có bảo hành không ạ? Không thể bảo hành được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là cái sự cao cấp của sản phẩm, cái lợi ích mà các bạn mang lại là gì. Ví dụ như các bạn mua sản phẩm mà nó thật sự nó cải thiện sức khỏe, nó mang lại một cái cuộc sống tuyệt vời hơn, hạnh phúc hơn, một cuộc sống chất lượng hơn, thì cái sản phẩm đó luôn luôn rẻ, dù các bạn mua bao tiền cho nữa thì luôn luôn rẻ. Nhưng nếu các bạn mua một sản phẩm mà nó không thỏa mãn được cho các bạn các cái tiêu chí đó, các cái mong muốn của các bạn, thì nó là đắt. Dù là sản phẩm mà các bạn mua rất là rẻ cho nữa thì nó vẫn là đắt. Cho nên là khi chúng ta lựa chọn sản phẩm, chúng ta phải lựa chọn vào cái nhu cầu thực tế của chúng ta là gì. Chúng ta mong muốn sản phẩm có một cái tính năng tốt,
mong muốn một sản phẩm có một cái chế độ sau bán hàng tốt, chúng ta mong muốn một sản phẩm có một cái độ hoàn thiện cao nhất thì chúng ta lựa chọn, đúng không ạ? Còn chúng ta ví dụ mong muốn một sản phẩm nó chỉ có như vậy thôi, như vậy thôi, như vậy thôi thì các bạn có thể lựa chọn sản phẩm giá rẻ, không sao hết. Trong video này mình không nói sản phẩm giá rẻ tốt hay không tốt, mình không nói sản phẩm cao cấp tốt hay không tốt, mà nó phụ thuộc vào sự lựa chọn. Nó phụ thuộc vào sự lựa chọn. Mình lựa chọn làm sao để cho nó đúng, lựa chọn làm sao để cho nó có được cái kết quả đúng như mình mong muốn các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem đến giây phút này của video của mình. Nếu bạn thấy hay thì hãy cho mình xin là subscribe, đúng không ạ, và chia sẻ video này để cho mọi người, nhiều người biết hơn tới những cái điều này các bạn nhé. Ok, bye bye mọi người.